Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Các nhà lãnh đạo phương Tây nói rằng Triều Tiên đã cử khoảng 10.000 binh lính sang nga, cho rằng sự tham gia của Bình Nhưỡng vào cuộc xung đột với Ukraine, nếu xảy ra, có thể làm xáo trộn những mối quan hệ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó có Nhật Bản và Úc. Tổng thống Zelensky cho biết ông vừa trao đổi với tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol về vấn đề này. Hàn Quốc đang tích cực trao đổi với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Mỹ và Liên minh châu Âu EU về những diễn biến mới nhất. Seoul cảnh báo có thể gửi vũ khí trực tiếp cho Ukraine để đáp trả hành động của Triều Tiên. Ông Zelensky viết trong bài đăng trên Telegram vào ngày 29 tháng 10, chỉ có một kết luận duy nhất, cuộc xung đột này đã bị quốc tế hóa và vượt ra khỏi biên giới của Ukraine và Nga. Tổng thống Ukraine cho biết, ông nhất trí với nhà lãnh đạo Hàn Quốc về việc tăng cường hợp tác song phương và trao đổi nhiều thông tin tình báo hơn cũng như sẽ có phản ứng cụ thể với sự can dự của bình nhưỡng ngoại trưởng triều tiên cho xuân huy đang có chuyến thăm nga đây được coi là một dấu hiệu nữa cho thấy mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa hai nước căng thẳng trên bán đảo triều tiên đang ở mức cao nhất trong nhiều năm qua với việc triều tiên liên tục thực hiện các vụ thử vũ khí trong khi hàn quốc và mỹ mở rộng cuộc tập trận văn phòng tổng thống hàn quốc cho rằng nếu triều tiên được nga hỗ trợ và tích lũy kinh nghiệm từ chiến trường thực tế bình nhưỡng sẽ gây ra mối đe dọa lớn đối với an ninh của hàn quốc Nhóm nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS cho biết, trong bản đánh giá mới nhất rằng, số lượng binh lính Triều Tiên không chỉ mang tính biểu tượng, họ có thể đóng vai trò hỗ trợ nhưng chỉ chiếm chưa đến 1% lực lượng của Nga. Nhóm nghiên cứu nhận định, Nga rất cần thêm lực lượng và đây là một yếu tố giúp Nga bổ sung thêm hàng ngũ mà không cần tổng động viên lần thứ hai. Các nhà phân tích cho rằng, việc điều lực lượng Triều Tiên sang Nga cũng có thể gửi đi một thông điệp chính trị, củng cố vị thế của cả hai nước trong mối quan hệ với Trung Quốc đồng thời gửi thông điệp tới Washington và các đồng minh. Gilbert Ruffman viết trong bài đăng trên trang tin chuyên về Triều Tiên 38 North, Mắt cơ va càng có mối quan hệ chặt chẽ với Bình Nhưỡng thì có thể họ càng có thêm công cụ mặc cả với Mỹ cũng như Trung Quốc. Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng không nắm được vấn đề này. Theo các nhà phân tích, vài nghìn quân Triều Tiên sẽ không thể thay đổi tiến trình của cuộc xung đột. Một nhà ngoại giao giấu tên nhận định, việc đưa quân đội Triều Tiên vào một cỗ máy chiến tranh rất phức tạp không phải là điều dễ dàng nhưng sự hiện diện của họ đe dọa Mỹ và các đồng minh ở châu Á. Lâu năm góc ước tính 10.000 quân đội Triều Tiên đã được điều đến miền đông nước Nga để huấn luyện. Các nghị sĩ Hàn Quốc dẫn thông tin từ cơ quan tình báo nước này cho biết quân đội Nga đang dạy thuật ngữ quân sự cho binh lính Triều Tiên. Các nghị sĩ Hàn Quốc nói rằng Moscow vẫn đang hỗ trợ kỹ thuật để giúp Triều Tiên thiết lập hệ thống vệ tinh do thám. tờ Kommersant của Nga ngày 28 tháng 10 đưa tin. Trong một động thái đáng chú ý, Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Windom Cho vừa công bố kế hoạch đề xuất Mỹ đồng ý cho nước này xây dựng và vận hành các cơ sở tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Theo Đại sứ Cho, đây sẽ là ưu tiên hàng đầu của Seoul sau cuộc bầu cử Mỹ năm 2024. Hiện tại, Hàn Quốc đang vận hành 26 lò phản ứng điện tại 8 nhà máy điện hạt nhân. Tuy nhiên, quốc gia này phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn urani làm giàu nhập khẩu, trong đó hơn 30% đến từ Nga. Các thỏa thuận năng lượng hạt nhân hiện hành với Mỹ không cho phép Seoul độc lập tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Giấy chữ Hàn Quốc ngày càng bày tỏ quan điểm rằng những hạn chế này là không hợp lý. Họ cho rằng Hàn Quốc cần có khả năng tự cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân và đặc biệt là nguồn nhiên liệu cho tàu ngầm hạt nhân trong tương lai. Trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên, các cuộc tranh luận về việc Hàn Quốc cần phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình đang được khởi dậy. Những người ủng hộ cho rằng điều này sẽ giúp Seoul tự bảo đảm an ninh trong mọi tình huống biến động địa chính trị. Ngược lại, phe phản đối cảnh báo việc sở hữu vũ khí hạt nhân có thể làm tình hình bán đảo triều tiên thêm bất ổn ảnh hưởng đến quan hệ hàn mỹ và gây ra những hậu quả kinh tế khó lường mặc dù chưa có dấu hiệu cho thấy seoul đã quyết định khởi động chương trình vũ khí hạt nhân nhưng việc nước này quan tâm đến công nghệ xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng cho thấy cần phải xem xét kỹ lưỡng hơn chính sách hạt nhân của họ Hiện Ukraine đang gồng mình đối phó với kịch bản quân đội Triều Tiên xung trận giúp Nga được dự báo sẽ diễn ra trong tương lai gần. Phương Tây cho rằng hàng ngàn binh sĩ Triều Tiên đã có mặt tại tỉnh Kursk của Nga nhằm giúp Nga đánh bật lực lượng Ukraine ra khỏi tỉnh Kursk của Nga. Moscow không phủ nhận những thông tin như vậy, Nga thậm chí còn khẳng định Nga và Triều Tiên có quyền hợp tác quốc phòng trên lãnh thổ của mình. Trước thực tế này, Ukraine đang gồng mình chuẩn bị cho tình huống Nga mở những cuộc tấn công mới ở Tinkers với sự hậu thuẫn của binh lính Triều Tiên. Ngày 28 tháng 10, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte xác nhận binh sĩ Triều Tiên đã được triển khai ở Tinkers của Nga. Ông Rutte cho rằng sự kiện này mở rộng một cách nguy hiểm xung đột Nga-Ukraine. Còn tuần trước, giới chức Mỹ và Ukraine cùng tuyên bố vài nghìn quân nhân Triều Tiên đã đến khu vực này. Theo giới chức Ukraine và Hàn Quốc, những binh lính Triều Tiên là một bộ phận trong đội ngũ lớn gồm khoảng 10.000 quân nhân Triều Tiên chuẩn bị triển khai trong trận tuyến của Nga. Giới chuyên gia quân sự cho rằng, con số 10.000 binh lính là quá nhỏ bé để có thể tác động được lên tình hình tổng thể của chiến trường Ukraine rộng lớn, nơi các bên tham chiến đã tung vào trận hàng trăm nghìn binh lính. Tuy nhiên, họ cho rằng một vạn quân Triều Tiên này có thể vẫn đủ để giúp Moscow giành lại lãnh thổ Kursk bị phía Ukraine chiếm đóng từ hồi tháng 8 năm 2024. Ngày 26 tháng 10, Trung tá Artem Kolodkevich, phó lữ đoàn trưởng lữ đoàn cơ giới 61 của Ukraine, cho biết cấp trên thông báo cho họ rằng Liên quân Nga-Triều Tiên có thể sớm tấn công lực lượng Ukraine. Một sĩ quan Ukraine giấu tên tiết lộ, Quân đội Ukraine cũng đã cấp cho binh sĩ của họ một cuốn sổ tay dịch song ngữ Ukraine-Triều Tiên để hỗ trợ giao tiếp với lính Triều Tiên, yêu cầu đối phương đầu hàng. Từ đầu tháng 10, quân đội Nga đã cố gắng giành lại những phần lãnh thổ đã mất tại tỉnh Kursk. Giới chuyên gia quân sự tin rằng, với sự giúp sức của binh lính Triều Tiên, quân đội Nga có thể đẩy nhanh quá trình phản kích, thu hồi lại lãnh thổ. Kiev tuyên bố Nga triển khai khoảng 50.000 binh sĩ tại tỉnh Kursk, nhưng không tiết lộ số binh sĩ Ukraine tại đây. Trong khi đó, giới phân tích độc lập cho rằng Ukraine triển khai khoảng 30.000 binh lính tại tỉnh Kursk. Như vậy, nếu Nga có thêm sự trợ giúp của 10.000 binh lính Triều Tiên, họ sẽ có lợi thế áp đảo trước quân đội Ukraine. Giới phân tích cho rằng những binh sĩ Triều Tiên này có thể được sử dụng cho những cuộc tấn công trực tiếp hoặc dùng để bảo vệ hậu cứ của khu vực tác chiến nhằm tạo điều kiện cho quân đội Nga giành tay tấn công. Viktor Kepliuk Đại tá Ukraine về hưu, hiện làm việc cho Trung tâm Chiến lược Quốc phòng có trụ sở tại Kiev, dự báo các đơn vị Triều Tiên sẽ xung kích vào những vị trí có công sự chắc chắn nhất, còn quân chính quy Nga sẽ củng cố những điểm và tuyến đã giành được. Theo vị cựu đại tá này, Nga sẽ tiếp tục tận dụng lợi thế hơn quân và lợi thế về pháo binh. John Furman, cựu tùy viên quốc phòng Anh tại Moscow và Kiev thì lại có góc nhìn khác. Ông cho rằng binh lính Triều Tiên sẽ lo phòng ngự và củng cố tiền tuyến, còn binh lính Nga sẽ tập trung vào tiến công. Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 28 tháng 10 đã cáo buộc Triều Tiên gửi khoảng 10.000 quân tới Nga để huấn luyện. Phát biểu với báo giới ngày 28 tháng 10, Phó thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh cho rằng số binh sĩ của Triều Tiên sẽ được huấn luyện ở khu vực phía đông nước Nga và sẽ hỗ trợ các lực lượng Nga gần Ukraine trong vòng vài tuần tới. Phía Mỹ cho rằng một bộ phận các binh sĩ Triều Tiên đã được điều động tới khu vực gần với Ukraine, đồng thời cảnh báo nếu quân đội Triều Tiên có mặt tại chiến tuyến, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh châu Âu và Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Đây dự kiến sẽ là một trong những nội dung thảo luận trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ với hai người đồng cấp Hàn Quốc vào thứ Năm 31 tháng 10 tới đây. Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 25 tháng 10 cho biết, nước này sẽ không xác nhận các thông tin báo chí về việc triển khai quân đội hỗ trợ cuộc xung đột của Nga ở Ukraine sau khi đại diện Bình Nhưỡng tại Liên Hợp Quốc bác bỏ những cáo buộc này. Tình báo Hàn Quốc ước tính Triều Tiên đã vận chuyển hơn 9 triệu quả đạn pháo sang Nga, cho thấy Bình Nhưỡng hoàn toàn ủng hộ cuộc chiến của Moscow ở Ukraine. Con số này được cơ quan tình báo quốc phòng Hàn Quốc cung cấp trong văn bản trả lời câu hỏi của một nhà lập pháp. Cơ quan tình báo Hàn Quốc đã theo dõi các hoạt động vận chuyển giữa cảng rason của Đông Bắc Triều Tiên và vùng Viễn Đông của Nga thông qua vệ tinh. Triều Tiên cho đến nay đã vận chuyển hơn 20.000 container sang Nga. Nếu tất cả số này chứa đạn pháo 152mm dành cho các hệ thống pháo của Nga, thì con số này sẽ lên tới 9,4 triệu quả đạn. Theo báo cáo của Hàn Quốc, Triều Tiên cũng đã gửi quân tới Nga và dự kiến sẽ được triển khai để chiến đấu ở Ukraine. Tính đến tháng 6, Hàn Quốc ước tính Triều Tiên đã gửi 5 triệu quả đạn pháo tới Nga. Nếu con số cập nhật là chính xác, điều đó có nghĩa là Triều Tiên đã vận chuyển đạn dược với tốc độ 1 triệu quả mỗi tháng. Để so sánh, Liên minh châu Âu đặt mục tiêu vào năm 2023 cung cấp 1 triệu viên đạn mỗi năm cho Ukraine. Cơ quan tình báo ước tính, ngay cả với những chuyến hàng nhanh chóng như vậy, Triều Tiên được cho là đã dự trữ đủ đạn dược để duy trì cuộc chiến trong nước trong vòng 3 tháng, Triều Tiên được cho là đang vận hành khoảng 200 nhà máy sản xuất vũ khí với các cơ sở sản xuất lớn được giấu dưới lòng đất. Cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết, các nhà máy này đang hoạt động hết công suất để hỗ trợ cho Nga. Triều Tiên có thể tự đảm bảo nguồn cung kim loại và súng để sản xuất đạn dược. Đất nước này có nguồn tài nguyên kim loại dồi dào với trữ lượng quặng sắt ước tính khoảng 5 tỷ tấn. Ngân hàng Hàn Quốc ước tính, ngành công nghiệp nặng và hóa chất của Triều Tiên tăng trưởng 8,1% vào năm 2023 nhờ sản xuất thép hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên hồi tháng 8 đưa tin về những nỗ lực nâng cấp công nghệ tại các xưởng luyện kim trên khắp đất nước, bao gồm cả tại khu liên hợp gang thép Kim Chaek, giúp tăng gấp đôi công suất sản xuất. Ngoài ra, việc sản xuất tên lửa có độ chính xác cao đòi hỏi phải có nhiều vật liệu khác. Triều Tiên đang gặp khó khăn trong việc mua các thiết bị bán dẫn vốn bị cấm theo lệnh cấm vận quốc tế. Cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết, việc phân tích các mảnh vỡ của tên lửa Triều Tiên được sử dụng ở Ukraine cho thấy Bình Nhưỡng đang sử dụng các bộ phận được sản xuất tại Nhật Bản. Mỹ và châu Âu. Triều Tiên rõ ràng đang lấy chip và các bộ phận khác từ các sản phẩm dễ kiếm được và sử dụng chúng để sản xuất vũ khí. Triều Tiên được cho là đã cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo KN-23 và KN-24, được cho là thiếu độ chính xác vì chúng sử dụng chất bán dẫn đa dụng. Triều Tiên có thể tận dụng dữ liệu từ vũ khí được sử dụng ở Ukraine để thúc đẩy hơn nữa hoạt động phát triển vũ khí của mình. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!